Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, trong một động thái mới nhất liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông, Hezbollah vừa qua cho biết, lực lượng này dường như đã tìm thấy và thu hồi thi hài thủ lĩnh Nasrallah từ đống đổ nát ở phía nam thủ đô Beirut của Liban. Cụ thể, kênh AFP dẫn lời nguồn tin thân cận với lực lượng Hezbollah ở Liban khi đề cập thủ lĩnh tối cao Hassan Nasrallah cho biết đã tìm thấy được thủ lĩnh Nasrallah vào hôm 28 tháng 9 và được tắm rửa, cuốn vải liệm sau đó một ngày, tang lễ và việc chôn cất ông ấy chưa được sắp xếp. Đồng thời truyền thông Liban đã đăng tải một video ngắn cho thấy một thi hài bọc vải trắng được đưa lên từ hố sâu, có thể là trụ sở dưới lòng đất của Hezbollah. Các nguồn tin an ninh và y tế Liban nói với Reuters rằng, ông Nasrallah không có vết thương ngoài da, dường như thủ lĩnh Hezbollah thiệt mạng vì sức ép của vụ nổ. CNN sau đó dẫn nguồn tin an ninh cũng cho biết cơ thể ông Nasrallah còn nguyên vẹn. Trước đó, lực lượng phòng vệ Israel ngày 27 tháng 9 đã không kích dữ dội vào khu Daniel ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, Liban, nơi được coi là thành trì của Hezbollah, sau đó tuyên bố ông Nasrallah đã thiệt mạng. Hezbollah đã xác nhận thông tin nhưng không nêu nguyên nhân thiệt mạng của thủ lĩnh. Được biết ông Nasrallah sinh năm 1960 ở Beirut. Năm 1982, Nasrallah góp sức thành lập Hezbollah và lực lượng hồi giáo dòng Shiite mới nổi. Qua đó nhanh chóng trở thành bàn đạp đưa ảnh hưởng của ông vươn xa. Ông dẫn dắt nhóm từ năm 1992 sau khi người tiền nhiệm Abbas al-Musawi bị Israel hạ sát. Lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố vẫn còn nhiều việc phải làm để đối phó với Hezbollah, có thể cần điều thêm lực lượng và tiến hành nhiều giai đoạn hơn để chống lực lượng này. Các quan chức Israel cho biết lực lượng phòng vệ Israel sẽ tiếp tục nhắm vào quan chức cấp cao và năng lực quân sự của Hezbollah cùng những chuyến hàng vũ khí chuyển cho nhóm này. Liên quan đến việc thủ lĩnh Hezbollah thiệt mạng, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố việc hạ sát thủ lĩnh của lực lượng này là điều kiện cần thiết để Israel đạt các mục tiêu mà nước này đặt ra. Theo đó, trong ngày 27 tháng 9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết việc loại bỏ lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah là điều kiện cần thiết để Israel đạt được các mục tiêu đặt ra như cho phép người dân miền Bắc Israel trở về nhà an toàn và thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực về lâu dài. Ông Netanyahu cho rằng Hassan Nasrallah có thể nhanh chóng khôi phục những năng lực của Hezbollah bị quân đội Israel phá hủy trong loạt trận không kích gần đây. Do đó, Thủ tướng Israel khẳng định ông đã ra lệnh và thủ lĩnh Hezbollah đã không còn trên cõi đời này nữa theo ông netanyahu việc hạ sát lãnh đạo hàng đầu của hezbollah cũng sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao trả con tin bị hamas bắt và giam giữ ở giải gaza ông netanyahu cũng cho biết thủ lĩnh hamas yahya sinwar sẽ nhận ra rằng hezbollah không thể giúp đỡ ông ta điều này khiến cơ hội các con tin được trả tự do càng lớn Đồng thời Thủ tướng Netanyahu tuyên bố, nước này đã giải quyết xong người chịu trách nhiệm cho cái chết của hàng loạt công dân Israel và quốc gia khác, trong đó có hàng trăm người Mỹ và hàng chục người Pháp, bình luận đề cập tới các vụ đánh bom năm 1983 mà Hezbollah bị cáo buộc thực hiện, khiến 63 người chết ở đại sứ quán Mỹ tại Beirut, cùng 241 lính thủy quân lục chiến Mỹ và 51 lính dù Pháp tại các doanh trại trong thành phố. Ông Netanyahu tuyên bố, Israel đang gần bước ngoặt lịch sử trong nỗ lực chống lại các đối thủ Israel cho hay, chúng tôi quyết tâm tiếp tục tấn công kẻ thù, đưa người dân và tất cả con tin trở về nhà. Nhiều quốc gia đã lên tiếng cảnh báo hậu quả tiềm tàng khi Israel hạ sát thủ lĩnh Hezbollah giữa lúc khu vực Trung Đông đối mặt nguy cơ xung đột quy mô lớn. Theo đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại về sự việc và kêu gọi các bên lập tức chấm dứt vòng lập bạo lực kênh truyền hình Al arabiya của Ả Rập Xê Út dẫn lời các nguồn tin cho hay, Hội đồng Sura, cơ quan ra quyết định tối cao của Hezbollah đã bổ nhiệm ông Hassem Safidin làm tổng thư ký mới của đảng hồi giáo Cite này có trụ sở tại Lebanon. Được biết ông Safidin từng là người đứng đầu ủy ban điều hành của Hezbollah, ông là anh em họ của cố thủ lĩnh Sayyed Hassan Nasrallah, nhân vật bị thiệt mạng hôm 27 tháng 9 trong cuộc không kích của Israel vào phía nam thủ đô Beirut. Ngoài ra, ông Safedin cũng có mối quan hệ tôn giáo và gia đình mật thiết với Iran. Con trai ông là hôn phu của con gái tướng Qasem Soleimani, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm của Iran, người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ tại Iraq vào năm 2020. Khác với ông Nasrallah, người sống ẩn dật trong nhiều năm, ông Safedin gần đây thường xuyên xuất hiện công khai tại các sự kiện chính trị và tôn giáo. Với phòng thái điểm tĩnh, ông Safedin có những bài phát biểu hùng hồn trong các lễ tang của những chiến binh Hezbollah đã chết trong năm qua do các cuộc đụng độ với Israel. Tuy nhiên, thông tin về việc bổ nhiệm ông Safedin vẫn chưa được công bố chính thức. Trước đó, từ ngày 23 tháng 9, Israel đã phát động chiến dịch tấn công mang tên Northam Arrows nhằm phá hoại cơ sở hạ tầng quân sự của phong trào Hezbollah, thực hiện những cuộc không kích quy mô lớn trên khắp Liban, nhắm mục tiêu vào hàng chục khu định cư ở phía nam và phía đông nước này. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ đạo lầu năm góc, đánh giá và điều chỉnh thế trận phòng thủ của Mỹ khi cần thiết ở Trung Đông chỉ đạo được đưa ra sau cuộc tấn công của israel vào thủ đô beirut của liban nơi đặt trụ sở của lực lượng hezbollah các cuộc tấn công của israel vào liban trong những ngày gần đây đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực washington duy trì sự hỗ trợ quân sự mạnh mẽ cho đồng minh của mình trong khi kêu gọi ngừng bắn ở giải gaza và liban nhưng không thành công nhà trắng cho biết tổng thống biden đã chỉ đạo lầu năm góc đánh giá và điều chỉnh thế trận lực lượng mỹ trong khu vực khi cần thiết nhằm tăng cường khả năng gian đe, đảm bảo lực lượng bảo vệ và hỗ trợ đầy đủ các mục tiêu của Mỹ. Thông báo nêu rõ, Tổng thống cũng đã chỉ đạo đảm bảo các đại sứ quán Mỹ trong khu vực thực hiện mọi biện pháp bảo vệ thích hợp. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng Israel đang tự bảo vệ mình sau các cuộc tấn công của Hamas và mối đe dọa an ninh từ các nhóm thân Iran như Houthi và Hezbollah. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Ông không nhận được bất kỳ cảnh báo trước nào về cuộc tấn công của Israel vào trụ sở của Hezbollah, nhưng đã trao đổi với người đồng cấp Israel khi hoạt động này đang được tiến hành. Ông Austin từ chối đưa ra bất kỳ đánh giá nào về cuộc tấn công, trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về số phận của nhà lãnh đạo Sayyid Hassan Nasrallah của Hezbollah. Ông Austin cho biết sẽ sớm trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Gallant để cập nhật thông tin cuộc tấn công có thể gây tác động sâu rộng ở trung đông khi israel chuyển trọng tâm từ giải gaza sang các hoạt động chống lại hezbollah ngoại trưởng iran abbas arachi cáo buộc israel sử dụng bom phá bom kẹt của mỹ trong vụ tấn công vào beirut đại sứ quán iran tại liban nhấn mạnh trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội x rằng hành động leo thang nguy hiểm này có thể làm thay đổi cuộc chơi và sẽ mang lại cho thủ phạm hình phạt thích đáng ngoại trưởng jordani cho rằng thủ tướng israel benjamin netanyahu đang dẫn khu vực tới một cuộc chiến tranh toàn diện Thưa quý vị, phòng trào Hezbollah tuyên bố đã phóng một tên lửa đạn đạo vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 giờ địa phương nhằm vào trụ sở của cơ quan tình báo Israel gần Tel Aviv. Hezbollah tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo qua đời 1 vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 giờ địa phương, tức 10 giờ 30 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam, nhằm vào trụ sở Mossad. Quân đội Israel cho biết các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn một tên lửa được phát hiện bay từ Liban sau khi tiếng còi báo động vang lên ở trung tâm kinh tế Tel Aviv chưa có thông báo về thương vong hay thiệt hại trong khi quân đội Israel khẳng định không có thay đổi nào đối với hướng dẫn phòng thủ dân sự văn phòng thủ tướng Israel ngày 25 tháng 9 thông báo thủ tướng Benjamin Netanyahu đã quyết định hoãn chuyến công tác tới New York Mỹ tham dự cuộc họp của đại hội đồng liên hợp quốc trong ngày 25 tháng 9 để tiến hành các cuộc tham vấn thảo luận về tình hình xung đột hiện nay với Hezbollah Căng thẳng dọc biên giới Liban, Israel đã leo thang kể từ ngày 8 tháng 10 năm 2023 sau khi lực lượng Hezbollah ở Liban phóng rocket vào Israel để ủng hộ cuộc đấu tranh của người dân Palestine ở giải Gaza. Israel đã đáp trả bằng pháo hạng nặng nhắm vào đông nam Liban. Từ đầu tuần này, Israel bắt đầu chiến dịch không kích diện rộng nhằm vào Liban sau khi tuyên bố giai đoạn mới trong nỗ lực chống lại lực lượng Hezbollah để đưa hàng chục nghìn người dân miền Bắc Israel trở về nhà. Trong một tuyên bố chung sau khi kết thúc cuộc họp bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tại New York, ngày 25 tháng 9, Ngoại trưởng các nước Ai Cập, Iraq và Jordan đã chỉ trích các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Liban, cảnh báo động thái này đang đẩy khu vực vào một cuộc chiến tranh toàn diện. Ngoại trưởng các nước kêu gọi giảm căng thẳng nguy hiểm trong khu vực bằng cách chấm dứt xung đột tại Gaza. Các chuyên gia quân sự cho rằng lực lượng Hezbollah ở Liban có thể sử dụng chiến thuật tương tự như của Nga ở Ukraine để áp đảo hệ thống phòng không của Israel theo các nhà phân tích quân sự lực lượng vũ trang hezbollah ở liban có thể sử dụng chiến thuật tương tự như chiến thuật của nga ở ukraine theo đó phóng hàng loạt máy bay không người lái uav và tên lửa để áp đảo hệ thống phòng không của israel hezbollah cũng có thể nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự quan trọng cảng biển và lưới điện của israel Nhận định trên được đưa ra sau khi Liban chứng kiến ngày đẫm máu nhất trong hàng chục năm qua. Theo các quan chức y tế nước này, các cuộc không kích của Israel ngày 23 tháng 9 đã khiến 558 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán. Có nhiều đồn đoán cho rằng Israel đang chuẩn bị tiến hành một chiến dịch tấn công trên bộ vào miền Nam Liban. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, Hezbollah đã trở thành một lực lượng mạnh mẽ hơn và tinh vi hơn kể từ sau cuộc chiến gần đây nhất với Israel năm 2006 và họ có thể đáp trả mạnh mẽ. Nếu Hezbollah quyết định tấn công Israel, chiến thuật mà Nga sử dụng ở Ukraine có thể là bài học có giá trị đối với họ. Hebola được cho là đã tích trữ tên lửa vào máy bay không người lái trong nhiều năm qua, báo cáo của trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế công bố vào tháng 3 năm nay cho biết, lực lượng này có thể sở hữu 120.000 đến 200.000 tên lửa cả dẫn đường và không dẫn đường, trong đó có cả tên lửa tầm bắn lên tới 500 km. Họ UAV của Hezbollah chủ yếu do Iran cung cấp và được sử dụng để do thám cũng như tấn công. Trong số này, có cả UAV có tầm hoạt động lên tới 2.000 km. Các cuộc tấn công với loạt tên lửa và bay đàn UAV có thể áp đảo hệ thống vòm sắt, hệ thống phòng không di động của Israel. Vòng sắt gồm có mỗi khẩu đội có 3 đến 4 bệ phóng tên lửa cơ động, mỗi quả tên lửa đánh chặn của vòng sắt có giá ước tính từ 40.000 đến 50.000 đô la Mỹ. Triển khai vòng sắt ở các vị trí chiến lược có thể tạo ra hàng rào phòng thủ chống lại tên lửa, súng cối và máy bay không người lái trong phạm vi lên đến 160 km vuông ở các khu vực đông dân cư. Israel tuyên bố tỷ lệ đánh chặn thành công của vòng sắt là trên 90%. Dù vậy, hồi tháng 6, giới chức Mỹ và Israel thừa nhận rằng Hezbollah có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không vòng sắt của Israel ở phía bắc nước này, đặc biệt là với một cuộc tấn công quy mô lớn sử dụng tên lửa dẫn đường chính xác. Chiến thuật này tương tự như khi Nga tấn công các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái. Các cuộc tập kích như vậy thường khiến hệ thống phòng không của Ukraine bị áp đảo. Các nhà phân tích cũng cho rằng Hezbollah đã học được những bài học quý giá khi hợp tác với quân đội Nga ở Syria tháng 11 năm 2023, Mỹ từng nói rằng lực lượng Wagner của Nga đã chuẩn bị cung cấp cho Hezbollah các hệ thống phòng không Panzer 1 của Nga. Một dấu hiệu nữa cho thấy mối quan hệ giữa lực lượng vũ trang Liban và Nga đang được củng cố.